những giấc mơ kia liệu nó có thành thật. Nó sẽ đến bên anh và rồi dừng lại. Thì ta mở tai và nói đó chỉ là giấc mơ. Rồi những ký ức, ta sẽ nó vẫn quay trở về. Từng dòng tin nhắn một câu nói yêu sao bây giờ nó muộn màng. Chỉ là những lời thì thầm ngọt ngào. Mong em tôi sẽ quay trở về. Và anh vẫn nhớ về nàng vào mỗi đêm. Như về những lúc bên nhau ta cũng chẳng thể quên. Anh đâu biết là em đây đã hết điều. Chỉ còn một cười giả dối vẫn còn ở trên môi. Yeah, yeah, yeah.